Hello mọi người, lại là Nghi đây. Hôm nay thì Nghi sẽ tiếp tục với phần 6 của chơi game kể chuyện nha mọi người. Và hôm nay thì Nghi sẽ kể bằng giọng thật của Nghi luôn nha mọi người. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, share và đăng ký giúp Nghi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay thì Nghi sẽ kể lần đầu tiên vào một cái quân đoàn mà có một cái nhóm bot Messenger mà nó kỳ, nó lạ lắm mọi người. Thì vào đó thì lúc đầu là Nghi với bạn Thảo là chơi với nhau, là cũng chơi tựa game Free Fire đó mọi người. Thì cũng quen được một chị học lớp 8 nha mọi người, tên Ngọc. Thì chị đó giới thiệu tụi mình, là lúc đó tụi mình chưa có vào quân đoàn, vẫn không còn quân đoàn. Thì cũng giới thiệu tụi mình vào quân đoàn của chị đó, tại vì quân đoàn của chị đó rất là mạnh nha mọi người, level cao lắm, level cao mà còn nhận được quà đồ á, toàn anh chị lớn không à, cũng cỡ lớp 8, lớp 9 rồi đó. Có mấy anh chị lớp 10, lớp 12 luôn rồi đó mấy bạn. Khá là cao rồi. Tụi mình vào thì tụi mình đương nhiên là tụi mình nhỏ nhất nhóm rồi còn đâu nữa. Thì tụi mình cũng chấp nhận vào thì tụi mình ngại giao tiếp rồi mọi người, tại vì mấy anh chị khá là lớn ấy. Giao tiếp sợ có gì sai thì mấy anh chị không nói chuyện không gì lắm. Nên là tụi mình cũng ít khi giao tiếp với mọi người, nhưng mà vẫn có nhắn nha mọi người, vẫn một ngày nhắn 2-3 câu nha. Và một hôm thì là có một cái rất khá là nhiều người vào, khá là tụi mình cũng không gọi là thành viên mới nữa, mà gọi là thành viên cũng gọi là hơi cũ rồi, tại vì tụi mình trước khi lúc mà tụi mình vào ấy là có thêm cả rất là nhiều người vào mà toàn là K9 nha mọi người. Và lúc đó tụi mình K10, là lúc đó tụi mình học lớp 5. Đúng rồi, học lớp 5. Lớp 5 K10 đúng không ta? Mình không biết nữa, tại vì cái đó Thảo giỏi chứ mình đâu có giỏi đâu. Mình vào thì có mấy anh chị, thì có một cái chị nha mọi người, lúc đó là mình chủ động làm quen luôn nha. Có một cái chị mình tưởng là chị đó K10 giống mình, xong cái mình nhắn tin, mình giao lưu, mình trò chuyện, xong cái mới phát hiện ra là chị đó K9. Thì hai đứa bây giờ là vẫn còn Messenger với nhau, nhưng mà không nhắn tin với nhau nữa, tại vì mình cũng đâu còn trong quân đoàn nữa đâu. Một hôm mình nhắn tin thì có một cái chị nha, chị đó khá là xinh gái luôn mọi người. Chủ nhóm là con trai nha, chủ quân đoàn là con trai nha mọi người. Thì chủ quân đoàn đó rất là cưng chị đó luôn á, rất là dễ thương. Chị đó nhắn nói chuyện đồ cũng ok, cũng được lắm, nó cũng giao lưu rất là nhiều luôn mọi người, ai cũng thích hết trơn á. Mà chủ nhóm làm như là chị đó là em của chủ nhóm, hay là bà con thân thiết xã giao gì của chủ nhóm hay sao á. Chủ nhóm mà hơi bị thích chị đó luôn, nhắn tin với chị đó rất là thân mật, rất là tốt luôn ấy. Mà trong khi đó nhắn tin với lại mấy những người còn lại ấy, thì hơi bức xúc một chút xíu. Đang nhắn tin rất là vui vẻ thì mình cũng không, lúc đó là mình là gọi là người tối cổ đi, không có kịp theo mọi người, không có biết mọi người đang nói cái gì, thì cũng lẳng lặng ngồi coi mọi người nhắn tin thôi. Thì chị đó mới nhắn là có cá cảnh trong nhóm hả. Lúc đó là mình nghi là mình rồi đó, là thấy bắt đầu không ổn rồi đó. Xong cái có vài người hỏi ủa cá cảnh là ai đâu, thì mới kêu tên của mình hả, kêu tên của mình, ghi rõ cái tên của mình ra luôn mọi người. Mà trong khi đó là mình đang không biết nhắn gì, thì kêu tên của mình, mình giật mình, không biết tại sao mình lại giật mình nữa mọi người. Nhắn tin online mà tự nhiên lại giật mình đó. Thì mình nhắn tin là em, mình nghĩ trong đầu thôi nha mọi người, chứ mình không dám nhắn. Em muốn vậy, mình chỉ coi thôi mà, đâu có sao đâu, thì cũng đâu gọi là cá cảnh lắm đâu. Khi nào mà đối với mình là im lặng không nhắn tin khoảng chừng 1 đến 2 tháng mới gọi là cá cảnh nha mọi người. Đó là riêng của mình, đó là suy nghĩ riêng của mình nha mọi người. Thì cái anh chủ nhóm nó hình như mới bắt đầu nó lặt kệ nó đi hay là nói cái gì đó đó. Thì mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, còn mình thì mình nhắn riêng cho bạn của mình. Lúc đó là mình chụp lại cái đoạn đó xong mình gửi cho bạn mình, gửi cho cái đứa mà cùng quân đoàn với mình đó. Nhưng mà nó mình, con Thảo đi nó, ừ đúng rồi, nói vậy là con Thảo đi đó. Con Thảo nhìn xong nó bức xúc lắm mọi người, nó la, nó chửi, nó là nó rất là gì lắm luôn á, nó kiểu như nó sôi máu rồi đó, nó sôi máu mỏ rồi đó. Ừ vậy đi. Thì mình là lúc đó mà nhắn tin cho chị Ngọc. Chị Ngọc là cái chị mà cho tụi mình vào quân đoàn ấy, xin cho tụi mình vào quân đoàn ấy mấy bạn.
nhắn tin cho chị Ngọc và nhắn rất là nhiều nha. Lúc đó mình cảm thấy tội nghiệp chị Ngọc lắm. Chị Ngọc phải nhắn tin ở bên quân đoàn, mà phải nhắn tin ở bên Zalo nữa, là phải chạy qua chạy lại. Mình hiểu được mình, tại vì mình rất là hay bị vậy. Kiểu như là tổ đang nhắn tin với mình, sau đó lại là bạn thân của mình đang nhắn tin với mình, rồi lại tiếp tục là cô đang thông báo nữa, thì mình phải chạy qua chạy lại rất là nhiều. Mình hiểu được như vậy. Thì mình cũng nhắn ít lại, nhưng mà hình như Thảo là nó tức quá rồi, nó tức nó dở bờ rồi đó, bởi vậy nên là nó nhắn rất là nhiều. Nó nhắn là nó chửi nha mọi người, nó chửi, nhưng mà nó không có chửi trong kia. Ai dám chửi trong kia một đống người, một đống anh chị lớn, lát nữa chửi lại rồi sao, ai dám nói gì. Thì trước cái đó thì tụi mình cũng muốn là rời quân đoàn rồi, tại vì là mình thấy trong quân đoàn này mình không có hợp. Tại vì trong quân đoàn là nó không có được tuyển cá cảnh, nhưng mà tụi mình đa số là những người cá cảnh. Cá cảnh là chiếm hết 90% của trong cơ thể mình rồi đó mọi người. Thì mình cũng muốn rời đó, nhưng mà không biết lựa lời sao để nói cho mà đỡ bị quê thôi. Tại mình là vào nhóm nào ấy cũng gọi là cá cảnh hết trơn á. Tại vì mình ngại giao tiếp và mình không có thích nhắn tin nhiều, và đặc biệt là mình rất là ghét spa. Mà trong khi đó có một cái nhóm mình đã từng vào, trời ơi, toàn spam không, một lần nhắn tin là toàn spam. Mình khá là bực bội luôn mọi người. Nhưng mà mỗi lần mà mình rời á thì là người ta lại kéo mình vào lại, mình rất là tức luôn á. Tiếp tục với lại cái quân đoàn đó thì mình cũng xin rồi đó. Mình suy nghĩ khá là nhiều, mình có nói con bạn thân mình, rồi nói qua nói lại một hồi thì cũng quyết định là rời quân đoàn. Thì cũng có nói với chị Ngọc, chị Ngọc nói ok, ok. Thì lúc đó là quân đoàn cũng chưa biết nha, vẫn đang nói chuyện rất là vui vẻ với chị kia. Thì chị Ngọc mới nói là kêu chủ nhóm kích mình ra. Thì mình là mình tự nguyện nha mọi người. Và sau ra thì chủ nhóm nói là kệ tụi nó đi. Và thôi, cái clip của mình cũng kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye.